hiện tại Từ Xuân đã đứng tại nhà Phương Đệ ha. Thì chúng ở đây mời các bạn xem sản phẩm gì đây. Đây là con tàu khó chịu nhất của mình. Khó chịu nhất hả? Khó chịu nhất, nó rất là khó cho mình, rất là khó chịu. Thì bây giờ một chút nữa đây ha, Từ Siêu với anh Phương Đệ sẽ mời các bạn xem một sản phẩm mới của anh Phương Đệ khó chịu cỡ nào. Chờ xem nha. Và đây trước mặt các bạn nha. Đó, hình như là tàu du lịch 5 sao. Ở cái chiếc này là kích thước bao nhiêu vậy anh Đệ? Anh cái chiếc này thì khoảng cỡ nó độ cũng gần 2 mét. 2 mét hả? 2 mét. Rồi cái chiều ngang của nó anh Đệ? Chiều ngang nó là 40. À, 40 cũng im ha. Có nhiêu tầng ta? Hiện tại tầng trên thì 1, 2, 3, 4, 5. 5 tầng hả? 5 tầng lỡ. Yeah. Một tầng trên nó là 6 tầng. Yeah. Ở dưới hầm dưới nếu trung bình nó khoảng 2 với 3 tầng nữa. Con tàu này kích thật, thật của nó là tới từ 8 đến 9 đến 10 tầng lận. Dạ. Giờ anh làm rút gọn lại ha. Mình làm rút gọn lại theo mô hình. Hai chân dịch luôn nha. Phía trên nha. Người nhiều lắm nè. Anh Đại, cái chiếc này có thể nói cho khán giả biết là thời gian bao nhiêu ngày anh làm ra đó không Đại? Chiếc này thì mình có lẽ mình nhớ thì nó với sức của mình mà ngày có đêm cũng có là trên 2 tháng. Trên 2 tháng hả? Ngày đêm bên nhau mà. Ngày đêm bên nhau. Trời ơi. Không khi nào ngủ trước 12 giờ. Chiếc này đặt 2 máy luôn các bạn. Ủa anh Đệ, nếu mà anh nói cái này khó khăn nhất của anh đó là tại sao vậy anh Đệ? Nói về là mô phỏng là cái dàn lường nó thì trong vòng chưa được một tuần là đã hoàn thành. Về phần những toàn bộ trang trí bên trên này á, là nghiên cứu nằm ngày nè, là có thể là mình ban đêm bỏ thời gian ra chút chút là mình nghiên cứu những con tàu lớn mình làm cho thật. Rất là nhức đầu, làm không thật có thể là mình bỏ công của mình và bỏ luôn cả chẳng qua là vật liệu mình hết. Rất là khó. Làm sao mà để có thể là toàn bộ dỡ được, câu đèn được mà gáp lại là ok được, nó mới quan trọng ở chỗ đó. Chứ còn đóng bít bùng thì ai đóng cũng được. Hay ha. Rất là khó. Rồi bây giờ mình sẽ lên đèn cho các bạn xem nha. Chắc còn luôn. Anh Đệ lên đèn coi, mình coi em nó đẹp như thế nào nha. Rồi. Phòng tài công có đèn luôn, phòng dưới có đèn hết đủ thứ nha. Cái đèn này là anh tự thiết kế ra luôn anh? Mình tự thiết kế. Chiếc mũi nha. Cái đèn này chắc là bẹo quá anh Đại. Đúng rồi, đèn bẹo. Này là đèn bẹo trước mũi tàu. Ở đây em có thấy hai cái phần cầu thang đi xuống đó không? Đây là cầu thang đi xuống của những người ta có thể đi ra phía trước và từ đi bằng đường cầu thang này. Đây là phòng tài công ha. Đây là phòng tài công và phòng này. Phòng tài công trên trên phần này ha. Tầng lỡ trên cao. Này là trên sân thượng luôn. Rồi mấy cái người nhỏ nhỏ này là trong khu quá ha. Hay. Đèn nữa nè, đèn trên tựa như là đèn đường đó. Đèn đường ha. Bóng đèn đường. Ra quay luôn. Có cây nữa nè các bạn. Hay thì chớ, ghế ngồi nữa nè. Người nè. Hay. Cái này là ý tưởng của mình là lúc đầu là như vậy đúng không anh, hay là sau này mới nghĩ ra? Ý tưởng mình là như vậy đó. Tại vì trên con thuyền đó thì là đã bước vào nó là không có nghĩ là con thuyền. Giống như một cái đi trên một cái khu du lịch nào đó thôi. Chứ không phải là đi trên thuyền biển, nó quá lớn. Có hồ bơi nữa nè đó. Hồ bơi nha. Ghế nè. Này.
mấy cây mà xăm xăm tượng trưng cũng hay đi chứ. Rồi bây giờ anh Đại sẽ mở phần ở trong hầm máy cho bạn xem nha. Đúng rồi, cái nắp này đậy ra đây. Ok đây. Đây phần máy nha anh em. Hai máy, hai chân vịt. Anh Đại là chơi xà láng cho coi hết á. Mà giấu gì chưa anh Đại? Xà láng hết. Xà láng hết. Ai làm được cứ làm à. Đó, phần là phần điện. Đó. Điện nha. Ừ. Đây, bên lái cũng hai cái ha. Đó. Giờ cái này mình đó. Bơm nước hình như anh đi có một cái hả? Ừ, cái loại máy này anh không có giải nhiệt máy. Mà bơm cho bơm nước trong ghe ra thôi. Ờ, hay ha. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Ủa anh Đại, vậy là chân vịt là bao nhiêu vậy anh Đại? Chân vịt này nó 11cm. Mà mình thiết kế nó lại còn 10cm à. À, 10cm mà mình thấy nó lớn không phù hợp với cái tàu này. Mình làm nó khoảng 9cm ha. Là nó phù hợp với cái tàu. Vịt này vịt rút lại nha các bạn ha. Chạy tốc độ hơn không anh? Chạy xứng với con tàu này thôi. Xứng thôi chứ không có đi lẹ thì không lẹ, mà chậm thì nó lưu view đưa đẹp tàu. Hay chứ. Rồi mình thấy là mấy cái chiếc tàu nhỏ nhỏ nên là tàu cứu sinh phải không anh Đệ? Đúng rồi, tàu cứu sinh. Ủa vậy là anh gác như chiếc vậy anh? Tàu này thì có lượng tàu mình nhìn thấy theo cái không gian kích cỡ thì một bên mình cho 9 chiếc. 9 chiếc ha. Hay chứ. Cái chiếc này nếu mà kích thước thật của nó chắc khủng lắm anh. Kích thước thật của nó tới 200m. 200m trở lên. Có chiếc mình nghe nó thông tin như tới 320m lận. Nó cũng bằng con tàu sân bay hạm đội á. Chiếc này làm biết bao nhiêu thời gian ha, đầu óc suy nghĩ đúng là khó khăn của anh Đệ. Quá đẹp nha các bạn, thật sự rất là mê. Không ngờ ở Kiên Giang mình có một tay thợ chuyên nghiệp ha, như là nghệ nhân mô hình Phương Đệ. Ủa anh Đệ, lúc trước giờ em tìm hiểu nhiều cái clip ở trên YouTube á mà không có thấy cái clip nào mà tàu du thuyền mà chạy được luôn á. Là mình cũng tìm là trên đó chỉ thấy là nước ngoài là nó chơi trên hồ. Đó, cũng có chạy mà tàu đó thì không biết nó làm nguyên liệu gì, thủ công bằng gì thì cũng biết. Nhưng Việt Nam mình á thì mình cũng chưa thấy, không biết có nào mình tìm chưa thấy không, mình biết chứ mình tìm chưa thấy. Mà con tàu như thế này thì có thể là hoạt động đầy đủ, vừa đèn vừa kèn vừa xuống nước hoạt động đó, thì mình chưa từng thấy mà không biết mai mốt mình nói không thì mình không biết, nhưng mình thấy mình chưa từng thấy, cho nên đó là mình làm con này thì mình sẽ hoạt động tất cả được đó. Tất cả xuống nước từ âm thanh cho đến kèn còi tàu đầy đủ đó. Ông vậy thì chắc chắn là sẽ có clip chạy thử nha anh em ở chờ xem nha. Thì nếu các bạn thích thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình của anh Đệ, thì anh Đệ sẽ tư vấn với các bạn ha. Muốn đặt kích thước nếu mà ngắn hơn cũng được, dài hơn cũng được ha, một máy hai máy cũng được. Thì clip này đến đây kết thúc nha, hẹn anh em clip sau. Bye bye nha. Bye bye các bạn.